Xin chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta gặp nhau trong tiết học hôm nay thì cô sẽ giới thiệu với chúng ta nội dung bài tiếp theo của chương trình lịch sử lớp 12, đó là bài 7 Tây Âu. Thì về bài 7 chúng ta sẽ có các nội dung cụ thể như sau. Đầu tiên đó là Tây Âu từ 1945 đến 1950. Phần thứ hai lớn đó là Tây Âu từ 1950 đến 1973. Ba lớn là Tây Âu từ 1973 đến 1991. Và bốn lớn là một Tây Âu từ 1991 đến 2000. Năm lớn đó là Liên minh châu Âu EU. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình cho cô. Đây là lược đồ của các nước châu Âu. Ở đây gồm cả có cả Đông Âu và Tây Âu chung, đây gọi chung lại là lược đồ châu Âu nhé. Rồi quan sát lên màn hình tiếp theo cho cô, chúng ta sẽ thấy được ranh giới giữa Đông Âu màu đỏ chỉ các nước xã hội chủ nghĩa và Tây Âu màu xanh chỉ các nước tư bản chủ nghĩa được hình thành trong chiến tranh lạnh. Thì nếu như chúng ta có đọc lại bài hoặc là ai mà nghe giảng kỹ thì ở bài 1 sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, cô đã giới thiệu qua về Đông Âu và Tây Âu rồi. Trong cái việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, còn Đông Âu, cô xin lỗi, Tây Âu theo phân chia của hội nghị ANTA thì thuộc quyền ảnh hưởng của Mỹ và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Và từ cái sự phân chia này đã hình thành nên hai hệ thống xã hội đối lập nhau, Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa. Đó là lược đồ châu Âu được phân chia sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của bài, đó là một nhỏ Tây Âu, kinh tế Tây Âu từ 1945 đến 2000. Thì nếu như trong sách giáo khoa các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ tìm hiểu Tây Âu từ 1945 đến 1950, rồi là từ 50, 73, 73, 91 và 91, 2000. Thì ở đây cô sẽ chia ra, đó là tìm hiểu đầu tiên và kinh tế Tây Âu từ 1945 đến 2000 luôn. Chúng ta sẽ tìm hiểu xuyên suốt từ năm 45 đến 2000 về lĩnh vực kinh tế. Nhớ cho cô là mình kinh tế. Vậy thì từ 45 đến 2000 Tây Âu có cái kinh tế như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Tây Âu là những nước bị chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá rất nặng nề. Nhưng mà với sự cố gắng của mình và đặc biệt là nhận được nguồn viện trợ của Mỹ thì các nước Tây Âu đã bước đầu khôi phục được kinh tế, đặc biệt là đến năm 1950. Tây Âu đã có được kinh tế đã được phục hồi và đến những năm 70 thì nền kinh tế của Tây Âu ổn định và phát triển và Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Đây là cô nói đến năm 70 nha. Thì hôm trước chúng ta học bài Mỹ, chúng ta cũng sẽ nghe được thầy giáo đã nói cho chúng ta về kế hoạch Marshall. Kế hoạch Marshall này hay còn có tên gọi khác là kế hoạch phục hưng châu Âu. Nội dung của kế hoạch này đó là Mỹ sẽ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu để các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Chúng ta biết là Tây Âu thì có các nước như là Anh, Pháp, Đức, vân vân. Thì đó là những nước Tây Âu. Những nước này đều tham gia chiến tranh thế giới thứ hai cho nên bị thiệt hại kinh tế rất là nặng và Mỹ đã viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu này, đổi lại đó là các nước Tây Âu phải trở thành đồng minh của Mỹ. Và đó là nội dung của kế hoạch Marshall 2.
hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu. Các bạn nhớ cho cô như vậy. Vì bữa nào trong câu hỏi ôn thi chúng sẽ có là kế hoạch phục hưng châu Âu hay có còn gọi là tên gọi là gì, thì đó là kế hoạch Marshall, hay kế hoạch Marshall còn có tên gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu. Thì bước sang đầu những năm 70, nền kinh tế của Tây Âu ổn định và phát triển trở lại. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Trung tâm thứ nhất chúng ta đã được học trong bài 6, đó là Mỹ. Trung tâm kinh tế thứ hai chúng ta học ở hôm nay đó là Tây Âu. Và trung tâm kinh tế thứ ba chúng ta được học trong bài 8, đó là Nhật Bản. Ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới đó là Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Thì đến thời điểm chúng ta học bài 7 này thì chúng ta đã tìm hiểu được hai trung tâm kinh tế rồi, đó là Mỹ và Tây Âu. Sang bài 8 chúng ta sẽ học sang Nhật Bản là trung tâm kinh tế thứ ba. Đây là ngoại trưởng Mỹ. Cô xin lỗi về cái phông chữ nó bị lỗi ở đây nha, cái phông chữ nó bị lỗi ở đây. Đây là con thuyền Tây Âu nằm có buồm của các nước Tây Âu. Rồi thì chúng ta tìm hiểu một chút về cái con thuyền này. Thì cô vừa nói xong cái kế hoạch Marshall hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu, thì điều kiện của Mỹ đưa ra đối với các nước nhận cái nguồn viện trợ của Mỹ này đó là gì? Các nước nhận viện trợ khi sử dụng các khoản tiền phải được Mỹ phê chuẩn. Thứ hai, không được tiến hành cuộc hữu hóa các sĩ nghiệp. Thứ ba, các nước nhận viện trợ không được sản xuất những loại hàng hóa có tính chất cạnh tranh với Mỹ, phải dùng tiền viện trợ để mua hàng Mỹ, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ nhập vào, phải gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ như ở Pháp, ở Italia, vân vân, phải cắt đứt quan hệ buôn bán với Liên Xô. Các nước nhận viện trợ phải nhận cung cấp cho Mỹ những vật liệu chiến lược, phải bảo hộ quyền lợi khai thác và đầu tư của kinh doanh của Mỹ. Đây là nội dung của kế hoạch phục hưng châu Âu hay còn gọi là kế hoạch Marshall. Các bạn không cần phải ghi phần này, nhớ cho cô như vậy, không cần phải ghi nha. Rồi tiếp theo, từ 1973 đến năm 1991 thì do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cụ thể là cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra vào năm 1973 đến đầu thập kỷ 90, cho nên nền kinh tế của các nước Tây Âu bước vào thời kỳ khủng hoảng và suy thoái. Nhưng mà từ năm 1994 trở đi thì kinh tế của Tây Âu đã được phục hồi và phát triển trở lại. Nhớ cho cô nha. Từ 1945 đến 1950, kinh tế của Tây Âu phục hồi sau chiến tranh. Từ 1950 đến 1973, kinh tế của Tây Âu phát triển. Và Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Từ 1973 đến 1990, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thì kinh tế của Tây Âu rơi vào khủng hoảng suy thoái. Và từ năm 1994, kinh tế của Tây Âu phục hồi phát triển. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến nền kinh tế của Tây Âu phát triển trong giai đoạn từ 1950 đến 1973? Chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì ở bài Mỹ chúng ta tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, chúng ta thấy có mấy nguyên nhân nhỉ? À, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến nền kinh tế của Mỹ phát triển, chúng ta đã được tìm hiểu trong bài 5. Thì sang bài, cô xin lỗi, bài 6. Còn sang bài 7 này chúng ta tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Tây Âu, thì chúng ta sẽ có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là Tây Âu áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Thứ hai
là vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế của nhà nước. Và thứ ba, vận dụng viện trợ của Mỹ, hợp tác có hiệu quả trong khối cộng đồng châu Âu EC, sau này được đổi thành là EU, và tận dụng tốt những cái cơ hội từ bên ngoài, đặc biệt là giá nguyên liệu rẻ từ các nước thế giới thứ ba. Đó là nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế của Tây Âu phát triển. Thì trong ba nguyên nhân này, thì nguyên nhân áp dụng khoa học, thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất là quan trọng nhất. Nhớ cho cô, áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại này là quan trọng nhất. Và cái này chúng ta cũng thấy ở Mỹ, nguyên nhân phát triển của Mỹ có, bây giờ nguyên nhân phát triển của Tây Âu có, và bữa nào chúng ta học sang Nhật Bản thì chúng ta sẽ thấy rằng ở Nhật Bản cũng có. Cho nên đây là nguyên nhân quan trọng nhất, nhớ chưa? Còn ở Mỹ, ở Nhật Bản cũng có vai trò điều tiết quản lý của nhà nước, nhưng mà chúng ta nhớ cho cũng là áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật là quan trọng nhất. Bữa nào có câu hỏi thì họ hỏi là nguyên nhân chung dẫn đến nền kinh tế của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển, thì nhớ cho cô là áp dụng thành tựu và vai trò quản lý điều tiết của nhà nước là cả ba nước này đều có. Cho nên nếu như họ cho chúng ta đáp án là áp dụng thì chúng ta chọn đáp án là áp dụng khoa học kỹ thuật. Nếu như họ cho chúng ta là vai trò của nhà nước thì chúng ta chọn vai trò. Đây đều là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Còn tận dụng tốt những yếu tố từ bên ngoài, đặc biệt là Mỹ này thì chỉ có Tây Âu có, còn Mỹ không có, Nhật Bản thì mật mặn có nhưng Mỹ không có. Cho nên đây không phải là nguyên nhân chung. Rồi, đây là ba nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế của Nhật Bản phát triển. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang một mục tiếp theo, đó là chính sách đối ngoại của Tây Âu. Chúng ta vừa tìm hiểu đó là kinh tế Tây Âu từ 1945 đến 2000. Thì nhớ cho cô, kinh tế từ 45 đến 50 là phục hồi, từ 1950 đến 1973 là phát triển, từ 1973 đến 1991 là khủng hoảng suy thoái, và từ 1994 trở đi là bắt đầu phục hồi. Và nguyên nhân dẫn đến phát triển cô đã vừa cho chúng ta đi ở đây, đó là áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế của nhà nước và biết tận dụng cơ hội từ bên ngoài. Đây là phần rất quan trọng, các bạn nhớ cho cô và ghi đầy đủ nha. Rồi, chúng ta tìm hiểu sang mục 2 nhỏ là chính sách đối ngoại của Tây Âu từ 45 đến 2000. Thì về chính sách đối ngoại của Tây Âu, thì trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, như là Anh, Pháp, Hà Lan đều tiến hành việc tái chiếm thuộc địa nhưng mà thất bại. Cô lại ví dụ cụ thể, như sau chiến tranh thế giới thứ hai thì năm 1945 đấy, thì Việt Nam chúng ta đã tuyên bố độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, đúng không? Nhưng sau đó thì chúng ta lại bị Pháp trở lại xâm lược lần thứ hai, gọi là tái chiếm. Nhớ cho cô đã tiến hành việc tái chiếm thuộc địa, là Pháp trở lại xâm lược Việt Nam chúng ta, và chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp đến năm 1954, thì Pháp đã rút khỏi nước ta, cho nên Pháp đã thất bại trong việc tái chiếm này, đúng không? Đó là cô lại ví dụ như vậy. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước tư bản như là Anh, Pháp, Hà Lan đã tiến hành việc tái chiếm một số nước thuộc địa nhưng mà đều thất bại. Tiếp theo, đó là trong bối cảnh chiến tranh lạnh thì nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Tây Âu đó là liên minh chặt chẽ với Mỹ, như là Anh, là Đức, là Italia, là Pháp. Chúng ta thấy đây là những cái đồng minh chặt chẽ của Mỹ, rất là đồng minh, rất là thân thiết với Mỹ. Và đặc biệt là những nước này thì đã nhận cái nguồn viện trợ của Mỹ từ kế hoạch Marshall, cho nên trở thành đồng minh thân cận của Mỹ. Chúng ta sẽ nghe đến một cái khái niệm đó là chiến tranh lạnh. Thì chiến tranh lạnh như thế nào, nó diễn ra từ khi nào đến khi nào, thì ở cái bài số 9
quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh cô sẽ giới thiệu với chúng ta, còn ở đây chúng ta chỉ biết cái khái niệm mà thôi. Bữa nào học đến chiến tranh lạnh cô sẽ nói với chúng ta. Rồi. Tiếp theo là về chính sách đối ngoại đấy. Thì trong cái giai đoạn này các nước Tây Âu đã tham gia vào cái kế hoạch Marshall của Mỹ, hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu. Kế hoạch này cô vừa cho chúng ta một cái tư liệu về điều kiện để của kế hoạch đấy. Và Tây Âu đã tham gia cái khối quân sự NATO, hay còn có tên gọi là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, do Mỹ lập nên nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thì phần này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu rõ hơn trong bài số 9. Và ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ năm 1954, khi mà Pháp xâm lược Việt Nam không thành, thì Mỹ đã thế chân Pháp và các nước Tây Âu, đặc biệt là Anh, Pháp, Đức, thì đã rất ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam này. Thì đó là chính sách đối ngoại của Tây Âu từ đến năm 1975. Còn tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Tây Âu trong cái thời kỳ này cũng có diễn ra những cái bất đồng trong cái quan hệ, và đặc biệt là cái mối quan hệ giữa Mỹ và Pháp trong cái giai đoạn này cũng có sự bất đồng đáng kể. Và từ tháng 8 năm 1975, khi mà Hiệp ước Helsinki được ký kết, thì tình hình căng thẳng ở châu Âu bắt đầu giảm xuống và dịu đi. Cụ thể là Hiệp ước Helsinki là hiệp ước được ký kết giữa Mỹ, Canada và 33 nước châu Âu về cái nội dung đó là cơ sở hợp tác an ninh của an ninh và hợp tác của châu Âu được ký kết. Và lúc này thì cái quan hệ đối đầu giữa Đông Âu và Tây Âu đã dịu hẳn đi, giảm bớt căng thẳng đi. Đó là cái hiệp ước Helsinki. Và cái hiệp ước này chúng ta cũng sẽ được nghe đến, được nhắc đến trong bài số 9. Cái bài số 9 nó liên hệ với các cái bài này rất là nhiều, cho nên vừa làm bài số 9 chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Từ năm 1989 cuối, cô ghi ở đây cuối, thì cụ thể đó là tháng 12 năm 1989, một cái cuộc gặp gỡ không chính thức của hai cái vị lãnh đạo cấp cao của hai nhà nước, đó là Mỹ và Liên Xô, trên cái đảo Manta ở Địa Trung Hải, thì đã quyết định chấm dứt chiến tranh lạnh và nước Đức được thống nhất. Hôm trước chúng ta nghe ở bài 1, chúng ta nghe cô nói đó là Đông Đức và Tây Đức, rồi Đông Berlin và Tây Berlin. Nước Đức bị chia làm hai và thủ đô của nước Đức cũng bị chia làm hai. Thì sau năm 1989 này, đất nước nước Đức đã được thống nhất. Đó là về đối ngoại. Chúng ta sẽ nhìn nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai. Về màu chúng ta sẽ thấy được là màu xanh nước biển này, đó là phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Còn màu hồng là phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Đây, Cộng hòa Liên bang Đức thì sẽ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Còn Cộng hòa Dân chủ Đức, trước khi thống nhất thì nước Đức đã bị chia làm hai nước nhé. Cộng hòa Liên bang Đức, hay còn gọi là Tây Đức, thì thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Còn Cộng hòa Dân chủ Đức, hay còn gọi là Đông Đức, sẽ thuộc ảnh hưởng của Liên Xô. Và thủ đô Berlin của nước Đức cũng bị phân chia làm hai. Đông Berlin thì thuộc Liên Xô và Tây Berlin thì thuộc của Mỹ. Đây là thì nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng mà sau năm 1989 thì nước Đức đã được thống nhất. Chúng ta nhìn vào bức hình. Đây là bức tường Berlin ngăn giữa Tây Đức và Đông Đức, giữa thủ đô Berlin, Đông Berlin và Tây Berlin, không có được
giao lưu với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một mục tiếp theo, đó là Liên minh châu Âu. Thì các bạn nhớ cho cô này, ở mục 1 là cô đã sâu chuỗi tình hình kinh tế của Tây Âu từ 45 đến 2000. Có nghĩa là cô đã lược kiến thức ở trong mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 lại thành một cái mục có tên đó là kinh tế, sự phát triển kinh tế của Tây Âu từ 45 đến 2000. Mục thứ 2 đó là tình chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU đấy. Cô xin lỗi, chính sách đối ngoại của Tây Âu cô cũng đã lược kiến thức ở trong các mục 1, 2, 3, 4 lại thành một cái mảng đó là chính sách đối ngoại. Vì theo cái chương trình giảm tải của Bộ thì chúng ta chỉ tìm hiểu về kinh tế và đối ngoại, còn về chính trị của các nước này chúng ta không cần tìm hiểu, kể cả Mỹ, cả Tây Âu lẫn Nhật Bản chúng ta sẽ không tìm hiểu đến tình hình chính trị. Để cho cô như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sang mục 3 lớn, Liên minh châu Âu, viết tắt là EU. Hãy quan sát vào sách giáo khoa cho cô. Chúng ta sẽ tìm hiểu mục Liên minh châu Âu EU. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và phát triển của Liên minh châu Âu EU, hay còn sự ra đời và phát triển này chúng ta còn có một mục nữa có tên gọi, hay còn có tên gọi là nguyên nhân dẫn đến thành lập Liên minh châu Âu EU, quá trình phát triển, hay là sự thành lập Liên minh châu Âu EU. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và phát triển. Trong sách giáo khoa đã nêu cho chúng ta rất là rõ về cái quá trình ra đời của Liên minh châu Âu EU. Liên minh châu Âu EU là ra đời vào năm 1951, 6 nước Tây Âu đó là Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg đã thành lập một cái tổ chức đầu tiên, đó là tổ chức Cộng đồng Than thép châu Âu. Chỉ hợp tác với nhau trên lĩnh vực đó là than và thép. Năm 1957 thì những nước này đã thành lập thêm hai tổ chức nữa, đó là Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Hợp tác với nhau thêm trên các lĩnh vực đó là năng lượng nguyên tử và kinh tế. Và năm 1967, ba tổ chức Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Than thép châu Âu đã quyết định hợp nhất lại với nhau và lấy tên đó là Cộng đồng châu Âu, viết tắt là EC. Chúng ta nhìn cô viết tắt ở đây, EC. Và đến tháng 1 năm 1993 thì Cộng đồng châu Âu đã được đổi tên thành Liên minh châu Âu, viết tắt là EU. Và đến năm 2007 thì Liên minh châu Âu đã có 27 nước thành viên hợp tác với nhau trên rất nhiều lĩnh vực, đó là sự ra đời và phát triển. Chúng ta thấy có một điều là khoảng mấy năm trở lại đây thì có một nước trong cái thành viên của Liên minh châu Âu này, đó là Anh, đã muốn rút ra khỏi Liên minh châu Âu EU, đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ quá trình liên kết của các nước Tây Âu. Đầu tiên đó là Cộng đồng Than thép châu Âu. Tiếp theo đó là Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Và ba tổ chức này đã hợp nhất lại thành Cộng đồng châu Âu vào năm 1957. Đây là cái sơ đồ thể hiện quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu nha. Đầu tiên đó là Cộng đồng Than thép châu Âu. Tiếp theo là năm 1957 đã thành lập Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Ba tổ chức này đã hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu và đến năm 1993 thì đổi tên thành Liên minh châu Âu. Các bạn vẽ cái sơ đồ này vào vở cho cô nha. Đây là
sự ra đời và phát triển. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến mục B nhỏ, đó là mục tiêu thành lập tổ chức này. Vậy thì các nước trong cái khu vực Tây Âu này đã có cái mục đích gì khi thành lập cái tổ chức này? Chúng ta sẽ quan sát vào sách giáo khoa cho cô. Trong sách giáo khoa họ cũng nêu rất là rõ. Còn ở đây cô sẽ cho chúng ta biết rằng là Liên minh châu Âu thành lập có mục đích gì? Mục đích thứ nhất đó là hợp tác liên minh chặt chẽ về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung. Đây là mục đích thành lập của Liên minh châu Âu nha, EU nha. Nhớ cho cô là hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh chung. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đến thành tựu của tổ chức của Liên minh châu Âu EU. Vậy thì Liên minh châu Âu EU đã đạt được những thành tựu gì trong quá trình hợp tác của mình? Thì thành tựu đầu tiên đó là ngày hôm nay, Liên minh châu Âu là một cái tổ chức liên kết kinh tế chính trị lớn nhất hành tinh. Nhớ cho cô, là tổ chức liên kết chính trị lớn nhất hành tinh, chiếm 1/4 GDP của thế giới, có tổng thu nhập rất là cao. Mà chúng ta cũng biết rằng là trong cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ thấy được các nước như là Anh, Pháp, Đức, Italia v.v. là những nước có nền kinh tế phát triển và có thu nhập rất là cao. Thứ hai là ngày 1 tháng 1 năm 1999, đồng tiền chung Euro đã được phát hành, và đến tháng 1 năm 2002 thì được chính thức đưa vào sử dụng, đồng tiền chung của các nước châu Âu. Về quan hệ giữa Tây Âu và Việt Nam chúng ta, thì tháng 10 năm 1999, EU và Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao chính thức. Và năm 1995, EU và Việt Nam đã ký cái hiệp định hợp tác toàn diện với nhau. Đây, chúng ta sẽ quan sát 6 nước trong cái cộng đồng than thép châu Âu đầu tiên. Luxembourg. Chúng ta sẽ thấy được năm 1951 có 6 nước ở đây. Những cái ô mà tròn màu xanh này đó là thể hiện của các nước thành lập cộng đồng than thép châu Âu đầu tiên. Và cái cuộc họp này được diễn ra tại Luxembourg của Bỉ nha. Rồi chúng ta quan sát. Đây là hội nghị Madrid, hội nghị để thành lập cái cộng đồng châu Âu. Đây là ngân hàng trung ương của châu Âu. Rồi tòa nghị viện chung châu Âu. Thì về cái Liên minh châu Âu EU này á, thì họ quyết định xây dựng một cái thị trường nội địa châu Âu và phát hành một đồng tiền chung duy nhất ở châu Âu, đó là đồng tiền Euro. Cho nên các nước ở trong cộng đồng châu Âu này sẽ sử dụng cái đồng tiền Euro và xây dựng một liên minh chính trị tiến tới một nhà nước chung châu Âu. Và chúng ta biết rằng ở châu Âu có một điều khác với khu vực Đông Nam Á của chúng ta, đặc biệt là khu cái tổ chức ASEAN của chúng ta, đó là các nước trong cái liên minh châu Âu này sẽ hủy bỏ sự kiểm soát đi qua biên giới của nhau, có nghĩa là công dân của các nước trong cái liên minh châu Âu này sẽ được đi qua biên giới của nhau mà không có sự kiểm soát. Chúng ta biết rằng ví dụ như chúng ta muốn đi sang Thái Lan hay sang Singapore thì chúng ta phải cần có hộ chiếu vân vân, có sự kiểm soát của cơ quan
an ninh. Còn ở đây thì các nước trong khuôn khổ các nước Liên minh châu Âu này thì họ có thể đi qua của nhau, có nghĩa là công dân của Anh có thể đi sang Pháp, công dân của Đức có thể đi sang Ba Lan, vân vân, chứ không có sự kiểm soát của cơ quan an ninh. Rồi, khẩu hiệu chung của các nước Liên minh châu Âu EU đó là thống nhất trong đa dạng. Các bạn nhìn quan sát lên màn hình cho cô, Liên minh châu Âu thì đầu tiên cộng đồng châu Âu, liên minh thuế quan, thị trường nội địa, liên minh kinh tế tiền tệ, về chính sách đối ngoại, an ninh chung thì hợp tác trong chính sách đối ngoại, phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình, chính sách an ninh của EU, về hợp tác về tư pháp và nội vụ thì chính sách nhập cư này, đấu tranh chống tội phạm, hợp tác về cảnh sát và tư pháp, vân vân. Đây là ba trụ cột của Liên minh châu Âu EU theo cái hiệp ước Maastricht. Đây là một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Cái Nghị viện châu Âu này đã được bầu vào năm 1979 nhé, là bầu Nghị viện chung châu Âu. Và cái Nghị viện này có cái việc đó là họp và bàn về những cái vấn đề của Liên minh châu Âu. Đây là hình của đồng tiền chung châu Âu, Euro, được phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 1999 và được sử dụng chính thức vào năm 2002. Các đồng tiền kim loại euro cùng một mệnh giá giống nhau ở mặt trước nhưng có trang trí khác nhau ở mặt sau và đặc trưng của từng quốc gia khi phát hành. Đây là đồng tiền chung châu Âu nhé. Rồi, đây là trụ sở của Liên minh châu Âu, đóng ở Bỉ. Và đây là cờ của Liên minh châu Âu, thể hiện sự hợp tác của các nước. Vậy thì cái lá cờ này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta quan sát cái lá cờ của Liên minh châu Âu EU thì chúng ta sẽ thấy được, quan sát chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của lá cờ Liên minh châu Âu EU. Đây. Lá cờ châu Âu là biểu tượng, các bạn không phải ghi cái phần này nha. Lá cờ có biểu tượng cho sự, lá cờ châu Âu là biểu tượng cho sự liên hiệp giữa các nước châu Âu, một vòng tròn gồm những ngôi sao vàng tượng trưng cho sự liên kết và sự hài hòa giữa các dân tộc của châu Âu. Số ngôi sao không liên hệ gì với số quốc gia hợp thành. 12 ngôi sao tượng trưng cho sự hoàn hảo, sự trọn vẹn, nhất quán, cũng như lá cờ sẽ giữ mãi không đổi cho dù số thành viên có tăng lên hay giảm xuống. Cho nên đây là ý nghĩa của lá cờ này. Quá trình liên kết khu vực ở châu Âu. Đây đây là 6 nước đầu tiên nha. Sau đó phát triển ra nữa. Đây, năm 1973 thì có Đan Mạch, Israel và Anh tham gia vào. Rồi năm 81 có Hy Lạp. Năm 86 có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 95 có Áo, Phần Lan, Thụy Điển. Năm 2004 có Hungary, Séc, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, rồi Ethiopia, ta Cộng hòa Síp, Rumani, Bulgaria. Thì đó là những cái nước thành viên của tổ chức Liên minh châu Âu EU. Vậy thì
Sự thành lập Liên minh châu Âu EU mang lại lợi ích gì cho các quốc gia? Ta sẽ chọn đáp án nào? Sự thành lập Liên minh châu Âu EU mang lại lợi ích gì cho các quốc gia thành viên? A. Mở rộng thị trường. B. Hợp tác phát triển nguồn vốn, nhân lực, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học kỹ thuật. C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn và tăng cường sự cạnh tranh, tránh bị phụ thuộc chi phối từ bên ngoài. Ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là B. Rồi, đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Cai Đê Út, đó là cao ủy thương mại của Ủy ban châu Âu thăm Việt Nam năm 2010. Rồi, đây là Việt Nam và EU ký hiệp định khung vào tháng 10 năm 2010 bên lề của hội nghị cấp cao ASEAN 8 tại Bruxelles. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài tập củng cố. Liên minh châu Âu EU là một tổ chức hợp tác liên minh kinh tế, chính trị và an ninh giữa các nước thành viên có cùng một chế độ chính trị, đúng không? Rồi, câu số 2. Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20, Liên minh châu Âu là một tổ chức liên kết kinh tế chính trị lớn nhất hành tinh hay còn gọi là lớn nhất thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ sang quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh của Liên minh châu Âu EU. Rồi, còn câu từ câu số 3 đến câu số 12, các bạn sẽ tự làm vào vở cho cô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta sẽ dừng màn hình lại và làm cho cô nha. 10, 11 và 12. Đây là những câu các bạn sẽ làm vào vở cho cô. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào các em, hẹn gặp các em ở tiết học sau.